Trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật cùng với anh Bá Minh. Chúng ta cũng đề cập từ ngay đầu chương trình rồi là những cơn mưa sẽ vẫn xuất hiện về chiều tối nay ở các khu vực phía Nam. Tuy nhiên thì ở khu vực Trung Bộ mưa sẽ giảm. Vậy thì cụ thể diễn biến ra sao anh Bá Minh? Dạ vâng, mưa giảm ở khu vực Trung Bộ là do cái rãnh áp thấp đã suy yếu bớt và lượng ẩm dồn vào trong đất liền thì cũng đã giảm ạ. Tuy nhiên thì cái rãnh áp thấp xích đạo qua khu vực Cà Mau thì vẫn còn đang tồn tại và gây mưa cho khu vực Nam Bộ cũng như là phía Nam của khu vực Tây Nguyên. Thế còn khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận của Trung Bộ thì xuất hiện mưa rào ngắt quãng, ít khả năng là xảy ra mưa trên 100mm như là đêm qua và những ngày trước mà chỉ cục bộ có những điểm trên 80mm. Tuy nhiên là nền đất đá ở các sườn đồi dốc ta luy thì đã bị bở nhão sau những ngày mưa, quý vị nên đề phòng với sạt lở. Còn ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, mưa tập trung nhiều về chiều, khả năng vẫn sẽ có những điểm mưa to trên 70mm. Đề phòng mưa to trong 30 phút đến 1 tiếng có thể gây ngập úng cục bộ cùng nguy cơ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Vâng. Cũng nhấn mạnh thêm với quý vị ở phía Nam là mưa dông có thể gây ra tình trạng ngập lụt về chiều tối. Bởi vậy mà quý vị cũng nên chủ động trong việc di chuyển vào giờ tan tầm. Vậy còn về nhiệt độ trong ngày hôm nay trên các khu vực cả nước sẽ có những diễn biến ra sao anh Bá Minh? Dạ vâng, vì mưa nhiều cho nên là nhiệt độ ở đa phần các khu vực trên cả nước sẽ đều giảm thấp ạ. Ở Nam Bộ thì một số nơi như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Phú, Biên Hòa hay là Châu Đốc thì trời sẽ nóng vào buổi trưa khi mà mưa chưa xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng từ 32 đến 33 độ C. Cần Thơ và các nơi khác từ 30 đến 31 độ C. Các thành phố của Tây Nguyên như Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nắng đan xen mây, không khí vẫn thoáng mát 28 đến 29 độ C. Ở Trung Bộ, các thành phố Thanh Hóa, Vinh và Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thì trời sẽ dịu hơn do là nhiều mây và có lúc là xuất hiện mưa, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ C. Trở ra đến khu vực Bắc Bộ thì trưa và chiều nay trời tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố như là Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Hòa Bình phổ biến từ 30 đến 32 độ C, riêng Sơn La 28 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, nhiều vùng biển tiếp tục cảnh báo là thời tiết xấu. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Và như vậy trong hôm nay thì thời tiết biển cũng xấu, bởi vậy mà bà con đánh bắt trên biển cũng cần phải có kế hoạch khai thác phù hợp với tình hình. Bởi vì là trời có mưa dông thì cũng khiến cho tầm nhìn giảm thấp, lại dễ đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm.